Không muốn. Tôi quay. Nào, nói lại đi, nói như vậy. Tôi quay. Vậy hả? Hình như chúng ta có đồ đặc biệt ở đó nha. Các cậu có biết bọn tôi đang ở đâu không? Tôi quay đây. Mát mát mẹ như con tà đẻ đúng không? Tôi quay. Tôi nghĩ chắc là các cậu sẽ thích cái này. Vui lắm á nha. Ok. Nè, các cậu ơi, các cậu xem cái mặt của em tới nè. Xem cái mặt ơi. Bướng bỉnh nè. Nè, cái mặt của em tới nè. Bướng bỉnh luôn rồi. Đây. Cái này không được rồi. Tham tham. Tôi đi cho cậu. Ơi, trời. Nào, đi ra nào. Quay qua xong đi ra nào để chị quay. Nè, các cậu nhìn thấy chưa? Đó, ta-da. Đẹp chưa? Đây là nhà của bọn mình đó. Thế sao nè? Mưa bão rồi, mau vào nhà đi. Trời ơi, mau vào nhà thôi, bão rồi con. Trời ơi, mưa rồi. Làm sao mà chơi bóng đá được đi các bạn? Đúng rồi. Chắc mình nghĩ là mình chỉ biết là một người thôi. À, đúng rồi. À, chắc có lẽ là mình đã nghĩ rồi. Đúng rồi, hình như ở trong này. À, mình sẽ giới thiệu cho các cậu nha. Tôi sẽ giới thiệu cho các cậu là Iceland nè. Trình độ nó gần cấp 8. Đồ luôn. Trời ơi, hôm nay là nhà mình đang ở xứ mình. Các cậu thấy xung quanh được khác không? Khá lắm đó. Đây là nhà cũ. Đây là nhà xứ mình, cũ của mình. Lúc quay đi đâu đó? Được rồi, này. Trò chơi quay. Các cậu ơi, nhìn mặt của em tới nha. À, mặt của em tới nó bướng. Bình ấy. Đó, mặt của em nó bướng. Nào, xin chào tất cả các bạn. Trời. Ấn cái này đi. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang quay trò chơi quay. Nào, đây trò chơi quay. Tớ và em đang ở trong nhà, vui lắm. Rồi trời mưa rồi ha. Ok, thôi được rồi, tớ chỉ quay một chút thế thôi. Nhưng mà thôi, tạm biệt các bạn nha.